Vâng, yếu sinh lý thì như ta biết thì cái tỷ lệ yếu sinh lý thì ngày càng gia tăng trong cái thời xã hội hiện đại, đặc biệt là những cái tuổi trẻ thì cũng có thể mắc bệnh sinh lý. Ngày xưa ta tưởng là yếu sinh lý là ở tuổi già, nhưng hiện tại thì có thể đến cả cái tuổi trẻ cũng mắc sinh lý, yếu sinh lý. Yếu sinh lý đầu tiên người ta thấy rằng biểu hiện bằng cái là rối loạn cương dương, để hệ lụy mà lâu dài không chữa trị thì có thể là gây đến vô sinh. Ngoài ra yếu sinh lý mà để lâu dài không không chữa trị có thể là gây trầm cảm hoặc là các bệnh liên quan khác, thí dụ như là rối loạn tim mạch, rồi là mỡ máu và những cái trầm cảm vân vân. Về mặt sức khỏe, nhiều chuyên gia cho rằng nam giới mắc chứng yếu sinh lý có thể dẫn đến nguy cơ hiếm muộn, vô sinh, bởi nam giới bị yếu sinh lý sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng và chất lượng tinh trùng. Đây là nguyên do khiến cho việc thụ thai trở nên khó khăn. Mãnh Lực Vương thì đã được các nhà sản xuất đưa vào sử dụng và cũng đã được người tiêu dùng ưa chuộng. Và tôi thấy rằng các cái chất tham gia trong cái thành phần cấu tạo nên cái hoạt chất của Mãnh Lực Vương thì có rất nhiều chất. Thí dụ như là cầu kỳ tử, nhung hiêu, bệnh tật lê, hào biển, chiết xuất từ tảo vân vân. Thế thì tất cả những cái chất này nhìn chung là đều có cái tăng sức đề kháng cơ thể con người và tăng cái hàm lượng testosterone. Đây là những cái hoặc là cải thượng miễn cái thiện cái tình trạng miễn dịch cơ thể con người, nâng cao cái sức đề kháng cơ thể con người. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.